Đây là cái họng nạc ngoài của một con Kia Sedona, nó đóng bụi than rất là dơ. Cái bụi than này nó lại ướt nữa, ướt chèm nhẹp giống như là bùn vậy đó các bạn. Đây là cái bệnh chung của tất cả những cái xe sử dụng máy dầu diesel. Để khôi phục lại cái hiệu suất của động cơ thì mình phải tiến hành bắn trấu để vệ sinh cho nó sạch sẽ, cho nó sạch như zin luôn nha các bạn. Những cái phương pháp sử dụng hóa chất này nọ thì nó sẽ không đạt được như vậy đâu, nó không thể nào sạch như zin như các bạn thấy trong video clip này. CCM Fast đã triển khai rất thành công cái dịch vụ này từ trước đến giờ rồi, cả 3 năm nay rồi các bạn. Cái gói vệ sinh carbon này thì nó giống như là cái gói bảo dưỡng lớn chuyên sâu dành cho động cơ. Thì đầu tiên vô mình phải đọc lỗi, phân tích lỗi, rồi phân tích thông số máy, chạy test, sau đó kiểm tra tất tần tật về hệ thống động cơ, từ hệ nước, hệ gió, rồi hệ nhiên liệu, hệ dầu thắng này nọ, nơi coi nó có xì sọt gì hay không nha các bạn. Nếu có xì sọt thì mình phải tiến hành khắc phục, tại những cái xì sọt này nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến công suất của động cơ. Chiếc xe Sedona này còn thực hiện thêm gói kiểm tra gầm này nọ nữa, tại xe cũng chạy lâu rồi, chứ xe cũng xe dịch vụ, chạy đường dài thường xuyên, nên bác chủ cũng muốn là cái hệ gầm nó cũng phải đàng hoàng. Sau khi kiểm tra xong hết rồi thì mình sẽ tiến hành tháo cái phần họng nạp ra để thực hiện công tác vệ sinh carbon. Như các bạn thấy đó, từ cái bướm ga trở vào thôi là nó đóng lớp bụi than rất là nhiều và rất là dày. Và đặc biệt là nó ướt ướt chèm nhẹp giống như bùn vậy đó các bạn. Cái này là cái đường gió nạp, mà cái gì mà nó nằm cản trở trên cái đường gió nạp thì chắc chắn nó là cái hiệu suất nạp nó sẽ giảm. Mà những cái xe này nó sử dụng turbo, có nghĩa là nó phụ thuộc rất lớn vào cái luồng gió nạp này. Cái luồng gió nạp này hiệu suất thấp thì chắc chắn cái công suất của động cơ nó sẽ giảm các bạn. Ngoài ra nếu xe dơ quá thì nó còn sẽ bị khói đen, guarantee không mượt, đạp ga tăng tốc không mượt. Để vệ sinh á, thì mình sử dụng những cái hạt trấu li ti á, mình sẽ bắn bằng áp lực rất cao vào trong cái họng nạp và bắn và hút nó cùng lúc luôn nha. Mọi người cũng thường thắc mắc là hỏi bắn nó có rớt vô trong động cơ hay không, thì xin thưa là không có rớt bên trong động cơ được, tại vì mình có kỹ thuật riêng và mình vừa bắn vừa hút ra, tất cả các dơ và trấu thừa nó sẽ hút ra bên ngoài hết. Và kết quả thì rất là mỹ mãn, nó sạch như zin, như xe chưa từng nổ máy vậy đó các bạn. Sau khi vệ sinh xong thì mình tiến hành lắp ráp lại. Cái quá trình lắp ráp lại nó cũng yêu cầu cái sự tỉ mỉ khá là cao đối với người kỹ thuật viên thực hiện. Cái máy dầu nó sử dụng áp nhiên liệu rất là cao các bạn, và áp suất khí nạp nó cũng rất là cao. Nó chỉ cần xì sọt nhẹ thôi thì cái động cơ mình sẽ không còn ngon nữa. Nên đôi lúc cái quy trình vệ sinh carbon này nó tốn nhiều thời gian, nhưng mà nó phải làm kỹ như vậy thì mới đảm bảo được cái hiệu quả đầu ra. Không thể nào gấp gáp được nha các bạn, làm tới đâu siết lực tới đó, đánh dấu rõ ràng. Động cơ đã nổ máy, các thông số đều đạt tiêu chuẩn thì mình sẽ tiến hành thay nhớt, thay lường. Bác chủ sử dụng nhớt là Enviro của Benride, là nhớt tổng hợp toàn phần cấp nhớt 30. Trước khi giao xe mình cũng không quên cân lại thước lái. Động cơ mạnh mẽ phải kèm với cảm giác lái chuẩn thì mới hoàn hảo.